Thưa quý vị, ít ai có thể nghĩ một công trình có yếu tố lịch sử như khách sạn Dai U trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội lại đang thuộc quyền chi phối của hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát của gia đình bà Trương Mỹ Lan. Vậy con đường khiến công trình này về tay gia đình bà Trương Mỹ Lan như thế nào? Hãy cùng Phố Bất Động Sản theo dõi phần ghi nhận trong tiểu mục Dò Hàng ngay sau đây của phóng viên chúng tôi. Xin mời chị Đinh Ánh. Vâng, thưa quý vị, Dai U Hà Nội là một trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Hà Nội. Và là khách sạn này được xây dựng từ năm 1996, nằm ở vị trí đắc địa, là điểm kết nối giữa trung tâm chính trị Ba Đình với khu hành chính, đô thị cực lớn phía Tây Hà Nội, với 411 phòng, nằm trong tổ hợp trung tâm thương mại Dai U, gồm khách sạn và tòa nhà văn phòng, với tổng diện tích gần 3 hectare. Tổ hợp này bao gồm 3 tòa nhà, khách sạn Dai U Hà Nội 5 sao, khu văn phòng Dai U Business Center và khu căn hộ cho thuê Dai U Sprite Apartment. Và giá trị ước tính của tổ hợp này trong năm 2012 là đã đạt lên 430 triệu USD. Ông chủ của khách sạn Dai U Hà Nội là công ty trách nhiệm hữu hạn Dai U, có vốn điều lệ là 43,61 triệu USD. Và đây là công ty liên doanh được thành lập dựa trên sự hợp tác giữa phía Việt Nam đại diện Hanel, tên ngày nay là công ty cổ phần Hanel, và Hàn Quốc Dai U. Trong đó thì Hanel nằm giữ 30% vốn, tương đương với 13,083 triệu USD. Còn lại, Dai U góp 30,527 triệu USD, chiếm 70% vốn điều lệ. Và Hanel góp vốn bằng quyền sử dụng đất, còn Dai U góp tiền cho dự án. Năm 2015, thì công ty cổ phần Bông Sen, một doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát, đã chi khoảng 3.650 tỷ đồng để mua lại 51% vốn của Dai U, doanh nghiệp sở hữu tổ hợp khách sạn, cao ốc, văn phòng Dai U. Tương ứng định giá tổ hợp này lên đến gần 7.200 tỷ đồng, tương đương với 320 triệu USD. Đến năm 2016 thì Bông Sen Corp đã cho biết mua được 34,83% vốn khách sạn. Và sau đó thì Bông Sen Corp đã không công khai tiến độ thương vụ này cho đến phiên tòa mới đây. Thì qua lời khai của bà Trương Mỹ Lan thì Bông Sen Corp là chủ của khách sạn Dai U. Dữ liệu của Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam cho thấy, Việt Nam hiện có khoảng 100.000 cá nhân môi giới đang làm việc chính thức tại các tổ chức kinh doanh chuyên nghiệp, nhưng trong đó chỉ 40.000 người có chứng chỉ hành nghề. Theo Hiệp hội, Luật Kinh doanh Bất Động Sản năm 2023 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 với nhiều điểm mới theo hướng siết chặt hoạt động môi giới bất động sản. Cụ thể, Điều 61 luật này quy định, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề, phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Theo Hiệp hội, điều này đồng nghĩa với việc cá nhân không được hành nghề môi giới bất động sản tự do như hiện nay. Theo kết quả khảo sát của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, trong tình trạng thiếu các khu nhà lưu trú công nhân, ký túc xá của nhà nước hoặc của doanh nghiệp đầu tư, thì hiện nay đã có đến khoảng 60.470 cá nhân, hộ gia đình đầu tư xây dựng các khu nhà trọ, với tổng số khoảng hơn 560.000 phòng, đáp ứng nhu cầu hơn 1,4 triệu người. Trước tình trạng này, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chủ nhà trọ đang góp phần quan trọng trong việc giải quyết chỗ ở ngày càng có chất lượng tốt hơn cho công nhân. Do đó, đề nghị bổ sung nhóm này được hưởng chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi khi tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà cho thuê phù hợp với từng địa phương. Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng đề nghị xem xét giảm thuế thu nhập cá nhân đang áp dụng cho các chủ nhà trọ hiện nay từ 7% trên doanh thu xuống còn 5%. Theo báo cáo thị trường bất động sản.com.vn, trong 2 tháng đầu năm 2024, lượng khách hàng tìm kiếm bất động sản cho thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã có xu hướng tăng trưởng trở lại. Cụ thể, tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận nhu cầu tìm kiếm phòng trọ và nhà riêng lần lượt tăng 15% và 9%. Theo đó, về giá, mức tăng mạnh nhất thuộc về các loại hình cho thuê căn hộ dịch vụ tại các khu vực quận trung tâm với mức tăng trung bình từ 2 đến 5 triệu đồng một tháng. Các chuyên gia cũng cho rằng, giá bất động sản cho thuê có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới khi mà hoạt động kinh doanh, thương mại phục hồi. Bên cạnh đó, việc giá nhà leo thang cũng đang khiến đại bộ phận người lao động chọn cách thuê nhà ở thay vì sử dụng đòn bẩy tài chính để mua nhà trả góp. Thưa quý vị, với sự trợ lực từ các chính sách kích cầu kịp thời của chính phủ, làn sóng thu hút đầu tư sau dịch bệnh và cả sự nỗ lực chuyển mình từ chính doanh nghiệp đã khiến nhiều địa phương, đặc biệt là Tuyên Quang, tận dụng tối đa thời điểm vàng này để phát triển kinh tế, thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản tiềm năng. Việc phát triển các khu đô thị mới theo quy hoạch được xem là một phần quan trọng trong chiến lược đô thị ở quy mô vùng, quốc gia hiện nay. Đây là quy luật trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, mở ra những vùng đất vàng cho các nhà đầu tư bất động sản.
và tỉnh Tuyên Quang đang nổi lên là điểm sáng với nhiều tiềm năng. Là một nhà đầu tư bất động sản nhiều năm tại Tuyên Quang, nhận thấy những tiềm năng của thị trường bất động sản Tuyên Quang trong nhiều năm trở lại đây, đặc biệt khi hai tuyến đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ, cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang hoàn thiện sẽ kết nối Tuyên Quang đến với thủ đô, các khu kinh tế trọng điểm thuận lợi hơn. Hơn nữa, Tuyên Quang còn có tiềm năng du lịch văn hóa tâm linh phong phú với hệ thống đền chùa cùng nhiều lễ hội. Đây sẽ là đòn bẩy để bất động sản Tuyên Quang cất cánh, nên chị Hương đã quyết định đầu tư vào đất dự án trên chính quê hương của mình. Tôi thấy là Tuyên Quang là một cái thành phố rất là tiềm năng bởi vì cái đường giao thông nói chung rất là thuận tiện. Thị trường bất động sản tại Tuyên Quang gần đây trở nên náo nhiệt, thu hút nhiều nhà đầu tư. Trong đó có sự xuất hiện của các tập đoàn, nhà đầu tư hàng đầu Việt Nam với một loạt các khu đô thị, khu dân cư mới hình thành như khu nhà ở thương mại Vincom, khu đô thị Việt Mỹ, Danco Kim Phú. Với sự đầu tư của các ông lớn vào Tuyên Quang, đây sẽ là cơ hội, động lực cho bất động sản Tuyên Quang, đặc biệt với những dự án đất nền khu đô thị, đồng thời tạo nên sức hút làn gió mới cho các nhà đầu tư vào bất động sản Tuyên Quang. Từ đầu năm 2024 ra Tết ấy, thì lượng khách cũ đã quan tâm và trở lại hỏi rất là nhiều về đất dự án. Và tìm nhà đầu tư mới, những khách hàng mới thì cũng đang quan tâm rất là nhiều. Hiện nút giao chính của đường quốc lộ 2 tuyến Tuyên Quang-Hà Giang giao với trục đường Lê Lợi kết nối trung tâm thành phố đang được hoàn thiện. Sau khi hoàn thiện, đây sẽ là một nút giao kết nối trung tâm thành phố với khu đô thị đẳng cấp bậc nhất Tuyên Quang, góp phần gia tăng giá trị bất động sản toàn khu vực. Các chuyên gia nhận định, với địa phương có nhiều tiềm năng về lâm sản, khoáng sản, tập trung đẩy mạnh các khu công nghiệp. Hơn nữa, khi thị trường bất động sản 2024 đang dần hồi phục, thì vùng đất Tuyên Quang giàu tiềm năng với những dự án chất lượng cao sẽ được khách hàng chọn mặt gửi vàng. Là trong cái bối cảnh họ đang đẩy mạnh đầu tư, phát triển các hệ thống hạ tầng, các khu kinh tế, thì cái giá cả của cái địa phương này vẫn còn đang ở một cái mặt bằng thấp. Cho nên là rõ ràng là cái cơ hội để tăng trưởng, để phát triển các cái dư địa cả về giá trị đấy, cũng như là các cái bất động sản tiềm năng nó rất là cao. Thời gian tới, với những lợi thế sẵn có về hạ tầng giao thông, nỗ lực của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chắc chắn sẽ tạo động lực để thị trường bất động sản tại Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững, có giá trị lớn trong tương lai. Đến đây bản tin phố bất động sản ngày hôm nay xin phép được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng VTC1.